Bốn bạn Hà, Linh, Thắng, Dũng cùng nhau hát trong một dịp sinh nhật. Mỗi bài hát đều có ba bạn hát tam ca và bạn thứ tư đệm đàn piano. Khi tổng kết, Hà hát 8 bài và hát nhiều bài nhất. Thắng hát ít nhất chỉ 5 bài. Hỏi, bốn bạn đã hát bao nhiêu bài hát? Hà 8, Thắng hát 5. Linh và Dũng hát 6. Chúng tôi muốn được lắng nghe những ý kiến còn lại. Nếu có thêm một chút thời gian thì Khánh sẽ tính thêm như nào ạ? Em nghĩ Linh và Dũng hát 7. Vậy thì tổng 4 bạn đã hát bao nhiêu bài? 27 bài. Tuy nhiên là 7 chưa phải là đáp án chính xác và trong câu hỏi này thì cũng chưa có bạn thí sinh nào đã nhấn chuông giành quyền trả lời. Từ đề bài thì chúng ta có thể suy ra số bài hát mà Linh và Dũng có thể hát là 6, 6, 6, 7, 7, 6, 7, 7. Do mỗi bài đều có 3 bạn hát cho nên là tổng số lần hát của 4 bạn là một số chia hết cho số 3. Trong 4 cặp số trên thì chỉ có số 7, 7. Sẽ tạo ra tổng số các lần hát là một số chia hết cho số 3. Từ đó chúng ta sẽ có một phép tính là 8 cộng 7 cộng 7 cộng 5 tổng chia cho 3 thì sẽ ra là 9. Vì vậy đáp án của chúng ta là 9.